trong vòng 3 năm các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi này, tuần học một buổi này, 3 show diễn một năm này, 2 buổi chụp hình này. Trong cái gói 25 triệu này của chị nó đã bao gồm tất cả các lớp rồi. Tôi đóng cho hai bạn là 470 triệu. Thấy rất là bức xúc khi mà cái số tiền mình bỏ ra không hề được như đúng hứa hẹn. Không có hợp đồng, không có văn bản, không có hóa đơn chứng từ gì khi nhập học hết. Và đấy chính là cái lỗ hổng mà những cái cơ sở kinh doanh không đứng đắn ấy, họ lợi dụng. Thưa quý vị, một mùa hè sôi động đang dần qua đi, các bạn học sinh đã sẵn sàng quay trở lại trường học. Trong mùa hè vừa rồi thì có lẽ là nhiều bố mẹ cũng đã cho con em mình tham gia vào những khóa đào tạo kỹ năng với mong muốn là con mình mạnh dạn, tự tin, tham gia những hoạt động xã hội hơn. Đó có thể là những khóa học dẫn chương trình hay là những khóa học người mẫu, diễn viên. Và khi mà nhu cầu ngày càng cao thì đó cũng là lúc mà hàng loạt những cơ sở đào tạo kỹ năng nở rộ với chất lượng khó kiểm soát. Đưa ra ưu đãi giảm giá là cách nhanh nhất mà các khoa kỹ năng đến với các phụ huynh, với chi phí vài triệu cũng có, mà vài chục triệu cũng có. Là 4 triệu đấy chị ạ. Vâng, thì là 11 ạ. 11 thì nó sẽ kỹ hơn một xí. 2 triệu trên 10 buổi học chị ạ. Đấy là học cơ bản chị ạ. Trong vòng 3 năm các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi này, tuần học một buổi này, 3 show diễn một năm này, 2 buổi chụp hình này. Trong cái gói 25 triệu này của chị nó đã bao gồm tất cả các lớp rồi. Em có thể cam kết với chị là toàn bộ những cái phiếu nhập học, quyền lợi của các con như thế nào là bọn em sẽ trả đúng như thế và không phát sinh lên chi phí. Để tạo sự tin tưởng với các phụ huynh, một số giáo viên của các trung tâm còn tự nhận đã từng làm ở VTV, dù thực tế chỉ là thực tập sinh hoặc là nhân vật từng xuất hiện trên sóng. Được rồi, là em làm ở VTV 4. 10 năm trong nghề rồi và em trước đây có làm VTV 6 thì em làm dẫn những cái chương trình như là Sinh ra từ làng, Bữa trưa vui vẻ các thứ. Kỳ vọng của phụ huynh thì nhiều, tiền đóng cũng nhiều. Khi người hướng dẫn luôn được giới thiệu là uy tín và có kinh nghiệm chuyên môn, thế nhưng có khi khóa học chỉ là nơi tập việc của một số bạn trẻ. Dạy các bạn ấy thì thông thường là mình chỉ cần chơi với bạn ấy là chính thôi, chứ còn cái việc mà chuyên môn thì đôi khi là thời gian đầu ấy, là em chưa có quá nhiều kinh nghiệm về các cái lĩnh vực MC hay dẫn chương trình gì cả, hay là nghiệp vụ chuyên môn các thứ. Thế nhưng mà em thấy rằng là sau khi mà tham gia vào dạy thử thì thấy là nó cũng dễ. Và khi thành quả nhận lại không được như mong muốn, không ít phụ huynh chấp nhận bỏ ngang giữa chừng. Như gia đình chị Trang đã đầu tư 30 triệu đồng mua gói tài năng đào tạo người mẫu nhí chuyên nghiệp cho con. Nhưng sau một năm tham gia, chị mới vỡ lẽ. Hứa hẹn là trong vòng 5 năm thì một năm con được đi 4 show, giữ vai trò vị trí vedette first face, rồi được đào tạo thành một mẫu nhí chuyên nghiệp, rồi được đi diễn, đi nhận được các nhãn hàng, book đi job, đi quảng cáo các thứ ấy. Nhưng mà từ khi mà con tôi nhập học đến giờ, đấy thì gần như là không có, hoặc là mình phải đóng thêm cái gói khác thì mới được đi cái vị trí vedette first face đấy. Theo quy định, các trung tâm đào tạo kỹ năng cũng đều phải đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế. Tuy nhiên có những cơ sở không hề quan tâm đến điều này, nên cả khi đoàn liên ngành muốn kiểm tra hoạt động cũng rất khó tiếp cận. Cơ sở không có đăng ký kinh doanh cũng không xuất trình được những giấy tờ mà hợp pháp để chúng tôi có thể kiểm tra. Về các vấn đề về xung quanh lớp học thì không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy là không đảm bảo về an toàn. Cơ sở này đang có dấu hiệu vi phạm hoạt động lén lút, chui thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Việc đào tạo các khóa học kỹ năng hiện nay không yêu cầu theo quy chuẩn bắt buộc nào, mỗi nơi cũng mỗi giá. Do vậy, các phụ huynh nên tìm hiểu thật kỹ về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký các khóa học cho con, tránh mất tiền rồi lại nuối tiếc. Vâng, là một phụ huynh có con nhỏ thì không ít lần tôi cũng đã bị tiếp cận ở trên mạng xã hội hay là bằng những cuộc điện thoại về các khóa học như thế này. Thường thì chúng rất là bắt mắt, uy tín, cam kết đầu ra với những trải nghiệm thú vị và đặc biệt là tất cả các chương trình khuyến mãi để kích cầu nữa. Nhưng mà khi tham gia vào rồi thì có thể là những phụ huynh bị ép buộc hoặc gợi ý những khóa nâng cao này, giá trị lớn hơn với nhiều cơ hội để có thể tiếp cận nghệ thuật hơn. Vâng, có rất là nhiều cách để mà thu hút chị Trang. Vâng. Thậm chí là đã có những cách là lợi dụng hình ảnh, giả mạo hình ảnh của những MC VTV như chúng ta nữa. Như là tôi thì cũng đã có một cái trải nghiệm như vậy. Tôi rất là muốn có thể chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, đây sẽ là hình ảnh của hai tài khoản Facebook cá nhân của tôi. Như quý vị có thể thấy là ở hình ảnh ngay sau đây. Hình ảnh Facebook cá nhân của tôi đã bị một đối tượng nào đó giả mạo với tất cả những cái thông tin ở trên đó rất là thật. Những cái tên này hay là tiểu sử đây. Thậm chí là khi mà quý vị click vào tài khoản này và kéo xuống thì chúng ta cũng có thể thấy là cũng có những cái bài báo về tôi cũng đều được
Tất cả những bài báo của tôi thì cũng đều được cập nhật một cách liên tục ở đây. Và những bài đăng thì vẫn liên tục được update trong vài tháng trở lại đây. Và tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những thông tin của nhiều bậc phụ huynh nhắn cho tôi rằng là tài khoản này cũng đã mời họ tham gia vào các chương trình của VTV hay là tham gia vào những chương trình mạo danh nữa. Và không chỉ dừng lại ở chuyện là mạo danh các tài khoản MC của VTV đâu, mà một số đối tượng thì còn ngang nhiên giả mạo các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam để trục lợi. Sẽ phát sóng ở hai kênh, một là kênh VTV 1 và kênh VTV 7. Sau khi tham gia chương trình đêm 100 dặm đạt giải thì bên ban tổ chức và bên nhà đại diện sẽ trao quà và chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí 100% cho các bé. Thấy họ tư vấn cũng chuyên nghiệp lắm, không mất chi phí gì cả, nhưng mà đến lúc cho bé đi tham gia rồi thì phải đóng thêm mấy triệu nữa. Bên đấy đưa ra yêu cầu là chuyển tiền thì tôi không chuyển tiền và bạn đó gọi điện cho tôi nhưng mà tôi đã ngắt máy, bên đó đã chặn tôi và khi tôi phải nhóm. Suýt chút nữa, những phụ huynh này trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, giả mạo chương trình đêm hội trăng rằm của VTV. Sở dĩ một số phụ huynh dễ có nguy cơ sập bẫy là do những trang fanpage này đăng tải hình ảnh của các biên tập viên, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nếu những thông tin trên mạng khó kiểm chứng thì đã đành, đằng này kể cả trao đổi trực tiếp vẫn không tránh khỏi những rủi ro. Gói xây dựng hình ảnh cá nhân cho con tôi đóng cho hai bạn là 470 triệu và quyền lợi thì không hề được như mong muốn của gói 470 triệu đấy. Có những show diễn gia đình phải đóng với giá trị lên đến 20 triệu đồng, cùng các những buổi chụp ảnh thì gia đình vẫn phải đóng thêm tiền. Đóng tiền bằng chuyển khoản qua tài khoản của cá nhân thôi chứ còn không có hợp đồng, không có văn bản, không có hóa đơn chứng từ gì khi nhập học hết. Bị mất niềm tin vào một cái trung tâm mà người ta kiếm tiền trên cái sức lao động của các con thì đấy là một cái điều tôi cảm thấy là không thể chấp nhận được. Những bức xúc không chỉ đến từ phụ huynh mà có khi còn đến từ chính nhân viên đào tạo của các trung tâm. Hướng dẫn chúng em làm sao để có thể làm việc với các đối tác của trung tâm, làm việc với cả các phụ huynh của các bạn ấy, làm sao mà có thể thuyết phục họ xuống tiền một cách nhanh nhất, đóng tiền về cho trung tâm. Thực sự là em cảm thấy là có một khoảng thời gian chúng em bị bóc lột rất là nhiều. Theo thông tư số 43 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định về đào tạo nghề thường xuyên, các đơn vị tổ chức đào tạo, chương trình đào tạo dưới 3 tháng, học viên từ 15 tuổi trở lên, không thuộc trường hợp phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thì thẩm quyền quản lý của các địa phương. Còn với trường hợp các trung tâm đào tạo giáo dục kỹ năng sống có thời gian trên 3 tháng, thì phải tuân thủ các điều kiện thành lập và hoạt động theo thông tư 04. Các cơ sở phải thành lập pháp nhân, đăng ký hoạt động giáo dục và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, giáo trình, tiêu chuẩn giáo viên. Thế nhưng hiện không ít trung tâm xây dựng các chương trình học lên tới vài năm, nhưng lại không đăng ký hoạt động giáo dục. Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu nghề học mà không đáp ứng các cái điều kiện tiêu chuẩn của thông tư 04 và thông tư 43 thì đó là hành vi không tuân thủ pháp luật. Và với hành vi như vậy thì cái trung tâm tổ chức này sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Các cái hợp đồng giao dịch với các phụ huynh mà các trung tâm mà hoạt động không hợp pháp thì dưới góc độ pháp lý đây là các hợp đồng vô hiệu. Và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu là các bên nhận của nhau thứ gì phải trả, bên nào có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. Rất là nhiều những cái trung tâm dạy học kỹ năng bây giờ chỉ có cần đăng ký kinh doanh thôi. Họ không có đủ nguồn lực, không có đủ chương trình đảm bảo nhưng mà họ quảng bá những cái chương trình đấy rất là hấp dẫn và ấn tượng với rất là nhiều các cái mỹ từ khác nhau, chủ yếu là để huy động bố mẹ tham gia vào và đóng tiền. Và đấy chính là cái lỗ hổng mà những cái cơ sở kinh doanh không đứng đắn ấy, họ lợi dụng. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đều không minh bạch, nên khi xảy ra mâu thuẫn, khả năng đòi lại tiền và quyền lợi của các phụ huynh là rất khó.